cơm hộp. Đây. Video này nó không phải là một video có như là travel review lifestyle gì hết cả. Cái này nó chỉ hoàn toàn là một cái video rất là cá nhân, trải nghiệm của mình trong mấy tháng vừa rồi với cả một cô. Cô này chắc là ai cũng biết, cô ấy tên là Vi. Ngày 8 tháng 8 năm 2021. Đây đồng hồ này 6 giờ 5 phút chiều. Đây đi qua ngã tư Hàng Xanh, chỗ này mọi khi cực kỳ tắc đây. Đây bây giờ nhìn đây. Không ngu ra ai luôn. Vai trưởng. Đường không có ai luôn. Mình có giấy đi đường, giấy đi làm nhiệm vụ, chứ không thì tất nhiên là giờ này mình không thể nào ở ngoài đường như này được. Ngày 28 tháng 8, đã thực hiện ai ở đâu ở yên đấy, không đi ra xuống vỉa hè được 5 ngày rồi. Bình thường nếu mà một ngày cuối tuần trời đẹp như nay mà được đi chơi thì có phải là tuyệt vời không. 3 tháng nay rồi không được đi chơi đâu, mấy tuần này là không đi ra ngoài luôn. Bình thường là nghe tiếng xe rồi tiếng động cơ, tiếng người đi lại rất là nhiều, mà một tuần này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim và tiếng gà gáy. Không có một tiếng xe nào luôn. Hôm nay nắng đẹp thế nhỉ. Hôm nay chủ nhật. Rất đẹp trời. Rất may mắn là được ra ngoài, ra ngoài trời chơi. Brownie, brownie. Brownie. Nên là phải đi chơi phát. Dạo này buổi chiều mọi người không có đi ra ngoài, lên trên sân thượng, sân nhà thì nhìn xung quanh thấy rất nhiều người lên sân thượng chơi. Gọi xem hai ông kia có để gọi xem ông Tuấn với ông Khôi đâu. Không thấy ai trả lời cả. Hello Nam. Hello. Hello. Phong. Một người nữa. Và Nam. Một người nữa. Người nhưng mà thật ra thì là dog. Nó đi chỗ khác rồi. À, đây rồi. Video. À, ui, hay quá nhỉ. Ui giời, hay quá nhỉ. Ông Khôi đã lên rồi, ông Nam ạ. Gọi hỏi thăm tình hình như nào. Tôi đang đi du lịch ở dưới hầm xe. Đang nổ máy xe. À thế à, xe tại sao phải nổ máy? Vì xe không đi đâm ra là phải nổ máy xe. Đấy. À, à đấy, ui giời, quý hóa quá, lâu lắm nhìn thấy cái mặt. Hay đấy. View của ông hơi đẹp đấy nhỉ. Đây view. Đấy, đang view đâu, view đâu? View hầm xe. Còn view của tôi đây, view
view 360 độ nhá. Đấy. Đây hai ông 1315 đang bơi ùm ở đây đây. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vào phố phát. Ông biết đi vào vào phố bằng cách nào không? Đi ông đi vào phố đi, ông đi vào phố ông cho anh em xem tình hình là vào phố mà từ trên cao như nào đấy. Ok, đây rồi, drone đây rồi, tôi bay nha. Cả nhà luôn mạnh khỏe. Ok. 1 3 1 2. Ok. Phòng nào kìa mẹ, cửa sổ kìa nào kìa. Kìa. Mẹ cửa sổ. Check in khu cách ly. Gia đình đã phải đi cách ly. Mình là F1. Vợ là F0 đã bị bưng đi cách ly từ tối qua ở chỗ khác. Còn mình và bác ở nhà và hai thằng bé thì đã bị nhập kho tại bên này. Review phòng. Cách ly ở trường mầm non. Phòng rộng chưa? Phòng President 5 sao. Có cực kỳ nhiều quạt. Quạt trần này. Có hai sợi quạt trần. Có cả điều hòa nhiệt độ. Kinh kinh nhỉ. Hay đấy, ok đấy. Được. Được xịn. Đấy. Nào này gấp chăn. Đấy, ok. Hôm nay là ngày thứ 2 chúng tôi đã ở trong khu cách ly. Đây, phòng của Nam. Đang chơi gì đây? Among Us. Among Us. Đang đi làm task. Bếp camping 1312, bếp đỉnh cao. Đấy. Đẹp chưa? Ơi, đây là ngày 3 thứ 3 rồi. Hôm nay chúng ta đã được chú khôi của 1312 gửi tặng cho hộp bánh trung thu ở đây rồi. Đấy, có hẳn bánh trung thu. Và Nam đã có đèn lồng đây. Đèn lồng của Nam làm. Hôm nay ngày thứ tư rồi. Ngày mình đã ngày thứ tư ở đây rồi. Học online. Mình làm việc ngồi đây. Tuần trước thì vợ mình tự nhiên lại thấy rát họng, mua kit test về test nhưng mà không thấy dương tính. Nhưng hôm sau vợ mình vẫn rát họng và đêm có hơi sốt cho nên là đã vợ đi ra chỗ Family Medical để test, thì test nhanh thì ra kết quả dương tính. Thế là vợ mình đã làm thêm test PCR ở đấy. Cho đến tối ngày thứ 6 thì họ gửi kết quả về báo là dương tính. Thì ngay lập tức mình báo cho khu nhà, báo cho chính quyền, cho y tế địa phương, thì trong vòng 30 phút y tế ập đến test cả khu nhà mình, xong tách riêng nhà mình ra test riêng thì vợ mình dương tính, 4 người còn lại âm tính. Thế là ngay lập tức họ đã đưa vợ mình đi cách ly ngay trong tối hôm thứ 6. Còn gia đình thì sáng hôm sau họ đến họ đưa đi. Bây giờ đã ở đây là đến ngày thứ 4 rồi. Bây giờ chúng tôi đang đi xuống xem múa lân. Nào đi ra đây xem nào. Cảm ơn các cô chú. Không cảm nhận thế nào lần đầu tiên trung thu ở trong khu cách ly? Hay. Cách ly đặc biệt. Cách ly đặc biệt. Hay đấy. Sĩ tặng ở dưới kia. Các tình nguyện, các cô chú tình nguyện tặng.
đây chỗ làm việc mình đây. Đây work phong trại. Ngày nào cũng test. Nếu mà test hình như là test âm tính 7 ngày liên tục thì sẽ trả về địa phương rồi. Con mang đồ ra ngoài này ăn. Hôm nay là ngày thứ 5 mình ở đây rồi. Chán chưa Phạm, đã chán chỗ này chưa? Rồi. Chán rồi hả? Con ở trong kia chỗ này thì làm thấy sẽ có video đấy cơ. Nào nói cái gì ấy? Nghe tiếng xe chạy qua. Hôm nay có thêm rất nhiều người check in, nhập kho, nhập trại ở đây. Cũng là F1 như mình. Bây giờ là sáng thứ 7. Đúng tròn một tuần ở đây. Tròn một tuần em không cách ly. Vợ mình vừa mới nhắn tin bảo là mới xét nghiệm lại. Bây giờ là âm tính rồi. Sáng nay vợ mình đã xét nghiệm âm tính rồi. Hy vọng là vợ mình được về, còn bên này thì chưa biết bao giờ được về. Hôm qua nhắn vào group thì họ kêu là phải ở đây 14 ngày. Chưa hiểu như nào. Ít nhất là có tin tốt là vợ mình đã âm tính trở lại rồi. Đây gọi là phòng ăn của lớp cơm thường 24 đến 36 tháng của trường mầm non Thảo Điền. Đấy. Hôm nay có hai bé này, mặc dù là đã qua tuổi mầm non rồi nhưng mà vẫn chưa tốt nghiệp mầm non. Có bé này bố của hơn mầm non rồi nhưng mà vẫn chưa tốt nghiệp mầm non. Xem này có gì nào. Cơm à, đây là gì, sườn à? Sườn. Cơm sườn, trông có vẻ hôm nay nhiều đấy, nặng chịu tay luôn, rất kinh. Bữa ăn có vẻ rất nhiều. Canh gì đây? Đu đủ chín đấy, thấy bạn thế thì biết thế. Đây, bữa ăn cực kỳ thịnh soạn tại khu cách ly. Gia đình vì sau khi biết tin là sẽ ở lại thêm một tuần nữa nên quyết định ổn định cuộc sống, tậu một con bàn này của phòng khác sang, có thể là lấy trộm từ lớp trồi ra. Lớp trồi hôm trước là có một phòng trống không có người ở nên là đã sang thó được cái bàn này về đây. Bây giờ hoàn toàn ổn định cuộc sống ở khu này rồi, có thể ở đây 3 tháng không có nên gì cả. Đang đợi lấy đồ, nhờ được một anh bạn gửi sách các thứ cho bọn trẻ con rồi nó học. Tại vì bây giờ ở đây cả tuần người học online mà không có sách. Bây giờ review trường hành lang trường mầm non Thảo Điền. Đây là bảng công khai, văn bản, chuyên môn, tài chính, cuộc sống vợ chồng. Đấy. Các khoản thu của trẻ không thể thu gì cả. Kết quả thi đua khen thưởng. Thông báo, không có thông báo gì hết. Đồ ăn buổi trưa, buổi sáng, buổi tối thì bên tiếp tế sẽ để đồ ăn đây, mọi người xuống đây lấy. Xong ăn lên phòng. Đây hình lang, phòng mình thì đi vào đây, đi lên trên gác. Tí dần sau này. Chỗ này là bàn test xét nghiệm. Buổi sáng hay gọi mọi người xuống đây test. Test thì lấy test mẫu gộp, ví dụ phòng 5 người thì lấy gộp, có thể là gộp 5 người lại hoặc là gộp 3 người với 2 người, mẫu chung. Nếu mà phát hiện ra có ai có mẫu nào mà dương tính thì lúc đấy sẽ tách những người đấy ra, test riêng tiếp phát nữa. Lúc nãy phòng bên cạnh thấy có, sau khi test xong thì bạn test, bạn lên, bạn gõ cửa phòng bên cạnh kêu dương rồi, xuống test lại. Thế xuống, sẽ xuống test rời từng người ra, thấy một người đã xách vali lên đường đi qua bên khu F0. Bây giờ anh bạn đến đây rồi, Mini Cooper đây rồi. Sách này, rồi tất cả hoa quả để ở nhà. Lúc đầu tưởng đi mấy hôm nữa để lại hoa quả này. Nhưng mà hôm nay sau khi biết là phải ở lại thêm tuần nữa, đã nhờ chị hàng xóm và chị trong nhà giúp chị hay sang cho brownie nó ăn. Nhờ chị lấy tất cả đồ rồi đó, sách của bọn trẻ con. Và nhờ anh bạn mang vào đây. Hôm nay là ngày thứ 8 ở đây rồi. Ở đây thì thứ 7 tuần trước mà hôm nay là chủ nhật. 8 ngày test âm tính rồi nhưng mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu được sao về gì cả. Được cái hôm qua vợ mình đã test được âm tính rồi, thấy bảo là bên vợ mình là F0 nhưng mà lại thấy bảo là sẽ được cho về. Thế nhưng mà F1 ở bên đây thì vẫn cứ đang cách ly. Chưa thấy thông báo về gì cả. Nói chung là những tháng vừa rồi thì bắt đầu từ lúc bình thường mình không biết nó là bình thường cho đến lúc mà thành phố bị lock thì mình thấy là bắt đầu chán rồi. Xong rồi lock thì không, thì lock mà không đi làm, xong rồi không đi chợ được nữa. Xong rồi tất cả đều làm việc học online cái thứ ở nhà.
bắt đầu rất là stress, thì cuối cùng là bây giờ lại còn không những là như thế mà còn không được ở nhà nữa, còn phải học online và làm việc các thứ đều ở trong khu cách ly cả, và chưa biết bao giờ được về. Thế nói chung là càng ngày càng không biết như thế nào mới là kiểu tệ hơn lúc trước. Bây giờ thấy chán lắm rồi đấy. Được bạn tuồn vào trong một ít gọi như là chất gây nghiện. Espresso đây rồi. Hôm nay là ngày thứ hai, tính từ thứ bảy tuần trước nữa đến hôm nay là 10 ngày ở trong cách ly rồi, 10 ngày cách ly ở đây rồi. Thì mới đọc thấy tin tức hôm nay đấy, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thay đổi một số tiêu chí kiểm soát Covid, tức là không tính ca mắc mới trong cộng đồng, không cách ly tập trung F1. Rất có thể mình là một trong những trường hợp hiểu cuối cùng bị cách ly F1, cách ly oan uổng không cần thiết. Cái chỉ đạo này được thông qua thì là sẽ không, F1 không phải cách ly nữa, không còn ai bị oan ức như mình nữa. Nói oan ức thì cũng không biết có oan không, nhưng mà ức lắm rồi đấy. Oan thì không oan nhưng mà ức rồi đấy. Okay. Đang phải ngồi đây làm việc ở trong khu cách ly, làm việc ở trường mẫu giáo, văn phòng là sảnh trường mẫu giáo. Giấy đâu? Đây. Tên gì? Được về chưa? Tên Nguyễn Thành Long. Úi giời ơi, hay quá. Nguyễn Thành Phong. Nguyễn Thành Phong. Đúng. Nguyễn Hoàng Nam. Có. Đúng. Phiếu xuất kho rồi. Được, dọn đồ ngay. Cảm ơn căn phòng cơm thường 24/6 cho chúng ta ở cái 10 ngày vừa rồi. Ok. We go home. Check out. Oh. Hello em. Bye bye, mình nói chuyện liền. Go, 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 yeah. Hải đây là vợ mình cách ly ở đây đây. Đây, trường cao đẳng Hàng Hải này. Khu cách ly F0. Đấy. Rồi, đây xe ở Trang đây rồi. Ngày ngày 30 đã được về nhà và thành phố đã cho đi trở lại rồi, có thể đi lại rồi. Video cơ. Video. 1, 3, 1, 2.